Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là quạt gió điều hòa trong xe của xe Hyundai Santa Fe 2009, được sản xuất bởi công ty Hyundai Mobis. Mã sản phẩm của nó là 97113-2B000, được phân phối tại trung tâm phụ tùng ô tô An Thái, được sản xuất bởi công ty Hyundai Mobis, nên mọi người có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như tính năng độ bền của sản phẩm. Em và mọi người sẽ cùng kiểm tra quy cách đóng gói và tổng quan của sản phẩm. Sản phẩm được bọc trong một túi ni lông mềm có dán tem của Hyundai Mobis, được đóng gói bên trong riêng từng hộp một, chèn xốp rất là cẩn thận. Phía bên ngoài của vỏ hộp là có dán mã sản phẩm và dập Hyundai Mobis. Đây chính là cái tem của Hyundai Mobis. Đã nên nói đến dòng Mobis thì trực thuộc các sản phẩm của Hyundai, Kia, GM, DU. Tất cả các sản phẩm được kiểm tra rất là nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Đây, mọi người nhìn này. Từ cái con ốc, cái phanh, tất cả đến cánh đều có mã sản phẩm hết. Vâng, đây là cái chiều quay của cái cánh. Đây là 3 điểm bắt ốc. Và đây là giác điện ạ. Rồi. Đây là 3 điểm bắt ốc nha mọi người. Bắt ốc quạt gá vào cái hộp quạt da lạnh đó. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào ạ.